Xin chào các bạn. Trên tay mình đang cầm là sản phẩm Cốc Nguyệt San Cibel nhập khẩu từ Pháp bởi công ty Tân Cường Thịnh. Sản phẩm này là dùng để thay thế hoàn toàn chiếc băng vệ sinh mà chị em phụ nữ chúng ta vẫn đang sử dụng trong những cái chu kỳ đèn đỏ. Cái sản phẩm này thì ngày nay nó rất là phổ biến và rất nhiều chị em phụ nữ đã đang sử dụng rồi ạ, và phản hồi rất là tốt. Tuy nhiên thì có rất nhiều chị em phụ nữ cũng chưa dám sử dụng sản phẩm Cốc Nguyệt San và còn chưa hề biết đến sản phẩm này. Trong cái quá trình mà mình tư vấn cho khách hàng ấy, thì mình đã rút ra được một số cái thắc mắc mà khách hàng hay hỏi nhất. Nên video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp một số thắc mắc đấy để cho những cái chị em nào mà còn lăn tăn chưa dám sử dụng sản phẩm Cốc Nguyệt San Cibel này thì hãy mạnh dạn để thay đổi bản thân nhé. Thắc mắc thứ nhất đó là khi các chị em nhìn thấy chiếc cốc Cibel này thì các chị em thường thốt lên rằng là trời ơi, to như thế này làm sao mà đưa vào được. Thì rất là đơn giản thôi ạ. Nếu mà để như thế này thì đúng là sẽ khó có thể hình dung là đưa vào như thế nào, đúng không ạ? Tuy nhiên trước khi mà sử dụng thì chúng ta tiệt trùng cốc và chúng ta sẽ phải gấp nhỏ lại. Sau khi mà gấp nhỏ lại rồi ấy, thì cái miệng chiếc cốc nó rất là nhỏ, chỉ bằng ngón tay trỏ thôi ạ. Và các chị em phụ nữ chúng mình ấy thì cơ thể của chúng mình rất là tuyệt vời. Đó là với những cái ngày mà trong những cái ngày chu kỳ đèn đỏ ấy, thì cái bộ phận của chúng ta, cô bé chúng ta nó sẽ giãn nở hơn, trơn hơn vì có những cái chất dịch tiết ra ấy. Cho nên chúng ta sẽ đưa vào dễ dàng hơn. Còn nếu ngày bình thường này thì đúng là khó đấy ạ. Khi mà đưa vào cơ thể rồi thì sẽ không hề có cảm giác là cộm hay khó chịu và đau, chị em yên tâm nhé. Đấy là câu hỏi thứ nhất mà mình rất là hay gặp. Câu hỏi thứ hai đó là các chị em thắc mắc rằng là thế khi dùng cốc này thì đi vệ sinh, đi tiểu như thế nào, có cần tháo cốc ra không? Nếu mà phải tháo cốc ra thì rất là bất tiện, đúng không ạ? Tuy nhiên cơ thể của chị em phụ nữ chúng mình có 3 đường khác nhau, đó là đường tiểu, đường âm đạo và đường hậu môn, hoàn toàn riêng biệt. Nên khi chị em chúng mình dùng cốc thì cốc sẽ nằm ở trong âm đạo, không liên quan gì đến cái đường tiểu. Các chị em đi vệ sinh rất là bình thường, lại còn sạch sẽ hơn rất là nhiều khi mà chúng ta đi vệ sinh mà cái lượng dịch của chúng ta nó không bị chảy ra ngoài, không hề gây bẩn, sạch sẽ hơn rất là nhiều ạ. Vì thế là chúng ta sử dụng cốc này cũng giảm viêm nhiễm rất là nhiều. Đấy chính là một cái thắc mắc thứ ba mà các chị em rất là hay hỏi mình, đó là khi sử dụng cốc thì có bị viêm nhiễm hay không. Thì chất liệu của cốc làm bằng silicone y tế, tương thích với da thịt con người và không thích hợp để cho vi khuẩn bám vào. Cho nên là nhất là khi dùng cốc thì nó cơ chế là hứng và cái lượng kinh dịch nó không chảy ra ngoài, không hề bị không khí tác động và bị oxy hóa làm ô nhiễm, sinh ra vi trùng ấy. Cho nên là rất là yên tâm vì kinh dịch vẫn ở trong cơ thể mình rất là sạch, nên hạn chế được viêm nhiễm rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo mà mình rất hay gặp nữa là khi dùng cốc này thì cốc có chui vào bên trong hay không? Thì các chị em yên tâm là hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra nhé. Vì cốc chỉ nằm ở vùng âm đạo và cổ tử cung của chúng ta ấy chỉ mở một lỗ nhỏ xíu thôi ạ, để cho lượng dịch đi qua trong những cái ngày đèn đỏ. Mà còn cơ chế đặc biệt là khi mà chỉ mở khi mà chúng ta sinh nở thôi, em bé thôi ạ. Cho nên hoàn toàn không có chuyện cốc chui vào bên trong. Tuy nhiên nếu chị em phụ nữ nào mà có cái ống âm đạo mà khá là dài ấy, thì khi sử dụng cốc thì cốc sẽ đi sâu vào bên trong, thì các chị em sẽ hơi sợ với lần đầu tiên mà lấy cốc ra thì nó hơi khó khăn một chút. Tuy nhiên không có vấn đề gì cả, nếu chị em thoải mái và các chị em bình tĩnh thì các chị em sau này sẽ quen tay thôi ạ. Một câu hỏi nữa đó là đặt vòng có sử dụng được cốc hay không? Thì đặt vòng cũng hoàn toàn sử dụng được cốc, vì là vòng của chúng ta nằm bên trong tử cung, còn cốc nằm âm đạo, không hề liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên nếu chị em nào đặt vòng thì hãy lưu ý là khi lấy cốc sẽ giảm là phải loại rác hút của cốc trước để tránh cái việc mà hút mạnh ảnh hưởng đến cái dây vòng ấy. Còn nếu mà dây vòng bạn nào mà có ống âm đạo hơi ngắn thì dây vòng nó sẽ thò ra bên ngoài, thì chỉ cần nhờ bác sĩ vén gọn vào bên trong là được. Trên đây là một số những cái thắc mắc mà mình hay gặp nhất trong quá trình mà tư vấn cốc với các chị em. Thì hy vọng rằng với cái video này các chị em sẽ giải tỏa được những cái thắc mắc mà mình có đang băn khoăn và sẽ quyết tâm sử dụng cốc Cibel này. Xin chúc các chị em sẽ có những cái kỳ dâu tuyệt vời. Nếu các chị em còn gì thắc mắc hãy liên hệ với mình nhé. Hãy chia sẻ video giúp mình và nhớ đăng ký kênh của mình. Xin chào.